Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành vừa tuyên phạt Võ Ngọc Thuận, sinh năm 1999, cư trú ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, 8 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2024, Thuận đi xe ôm đến khu vực cầu Vĩnh Hành, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, gặp người thanh niên tên Khoa, không rõ họ tên địa chỉ, để mua một tép ma túy đá với giá 200.000 đồng mang về nhà. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Bảo Trân, sinh năm 2008, điện thoại rủ Thuận đến nhà ngoại của Trân chơi. Khi đi, Thuận mang theo một cái túi bên trong có một bình hút ma túy tự chế, dụng cụ để sử dụng ma túy và một tép ma túy đã mua trước đó. Khoảng 0 giờ ngày 5 tháng 3, Thuận cùng Trân sử dụng ma túy tại phòng ngủ. Đến khoảng 2 giờ 15 phút, Thuận tiếp tục lấy bình hút ma túy sử dụng ma túy cùng với Trân và Mai Thanh Toàn, sinh năm 2006, đang ở cùng Trân. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày thì bị gia đình Trân phát hiện, trình báo công an xã An Hòa. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, bị cáo Thuận đã có hành vi tổ chức cho Trân và Toàn, cả hai đều là người dưới 18 tuổi, sử dụng trái phép chất ma túy 2 lần. Trước đó, ngày 22 tháng 10 năm 2019, Võ Ngọc Thuận bị Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu, huyện Châu Thành ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 3 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, ngày 26 tháng 6 năm 2020, bị cáo bị Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy.